Ngày hôm sau, ở studio phim Phụ Từ Từ Hiếu, mọi người như thường lệ bắt đầu một ngày làm việc. Người khác ra ngoài là phong cách ngọt ngào, phong cách công sở, phong cách cổ điển. Còn mình ra ngoài là phong cách con ông chăm chỉ đi làm. Quách Gia Minh nắm tay Tiểu Bảo ở xa xa đã nghe thấy tiếng lòng của Giang Tiểu Ngư. Đạo diễn buổi sáng tốt lành, tiểu bối buổi sáng tốt lành. Là ai phát minh ra buổi sáng tốt lành? Rốt cuộc là ai được tốt lành vậy? Vừa nghĩ tới phải dậy sớm, cả người mình đều không tốt rồi. Cháu tên Tiểu Bảo, không phải Tiểu Bối. Thật là xin lỗi Tiểu Bảo, đột nhiên muốn ăn vượng vượng Tiểu Bối rồi. Túc chủ dưa tới rồi. Chết cười, một người keo kiệt như là Giang Nhất Phàm vì để gặp Từ Nặc Nặc vậy mà đầu tư tiền cho bộ phim dở này. Thật sự là làm khó anh ta rồi. Một bậc thầy máy tính như Từ Nặc Nặc quá biết ẩn giấu rồi. Giang Nhất Phàm căn bản tìm không thấy chị ấy. Ai nói bá tổng không có gì làm không được? Bá tổng cũng sợ nhân tài công nghệ cao thôi. Sắc mặt của Quách Gia Minh lập tức liền trầm xuống. Rốt cuộc tôi phải nói bao nhiêu lần, phim của tôi không phải phim dở. Giang Nhất Phàm khẳng định là trải qua thận trọng cân nhắc mới đầu tư cho tôi đấy. Giang Tiểu Ngư thật không biết hàng. Bên này, Giang Nhất Phàm nhận được tin nhắn của Quách Gia Minh chạy đến đoàn làm phim. Lão ba nói nếu như mình còn không đem Từ Nặc Nặc và Tiểu Bảo nhận trở về, thì mình không cần phải về nhà nữa. Mình phải nghĩ biện pháp để Từ Nặc Nặc biết mình rất có tiền. Cô ấy khẳng định liền có thể buông xuống cảnh giác không trốn tránh mình nữa. Giang Nhất Phàm khiêm tốn quen rồi, người quen biết hắn đều biết hắn có tiền, không cần tận lực biểu hiện ra. Nhưng lần này không có cách nào, hắn nhất định phải tận lực phơi bày một ít. Có biện pháp rồi, mình trước tiên đặt trà chiều cho hơn 100 người của đoàn làm phim, âm thầm cho mọi người một bất ngờ lớn. Buổi chiều, trà chiều Giang Nhất Phàm đặt đã đưa đến đoàn làm phim. Mọi người nghỉ ngơi một lát đi, trà chiều mà kim chủ đặt cho chúng ta tới rồi. Mọi người đầy lòng chờ mong chạy đến đại sảnh, phát hiện trên bàn bày biện một đống lớn nước chanh của Thủy Tuyết Băng Thành. Trên mỗi cốc nước chanh đều dán một tờ ghi chú rất to. Giang Nhất Phàm mời khách. Người tên Giang Nhất Phàm này có phải là đang chơi khăm không vậy? Vậy, ghi nhiều tờ ghi chú như vậy, anh cả chỉ sợ đã bị nhân viên làm việc của Thủy Tuyết Băng Thành cho vào danh sách đen rồi. Phó đạo diễn Bạch Triển Cơ muốn cùng Giang Tiểu Nhiễm lôi kéo làm quen, cầm một cốc nước chanh đưa cho cô ta. Tiểu Nhiễm, Giang Nhất Phàm hình như là anh cả cô đúng không? Người ở chỗ này đều nhìn về Giang Tiểu Nhiễm. Giang gia là sắp phá sản rồi sao? Chắc là vậy, nếu không người có tiền sao lại mời trà chiều bằng cái này? Anh cả rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Mất mặt chết mất. Giang Tiểu Nhiễm không nhận nước chanh được mời đã nhanh chóng chạy mất. Nhân viên làm việc vốn dĩ tràn đầy phấn khởi tới uống trà chiều cũng đều chuẩn bị quay trở về. Lúc này, Quách Gia Minh dẫn theo Từ Nặc Nặc đi tới. Buổi trà chiều này của Giang Nhất Phàm khả năng cao là vì Từ Nặc Nặc mới mời, cũng không thể thiếu cô ấy. Trà chiều ở đâu vậy? Chính là một đống lớn nước chanh này. Giang Nhất Phàm một tổng tài lớn như vậy liền mời cái này sao? Còn không bằng không mời. Từ Nặc Nặc cũng không soi mói, đi lên cầm lấy một cốc, liền thấy tờ ghi chú to đùng bên trên đó. Giang Nhất Phàm mời khách. Giang Nhất Phàm, là Giang Nhất Phàm mà mình biết kia sao? Hắn đã tìm được đến đây rồi. Cũng bình thường, hắn là anh cả của Giang Tiểu Ngư, khẳng định là giữ thể diện cho Giang Tiểu Ngư mới mời khách. Giang Tiểu Ngư cũng không để ý, dáng vẻ uống rất vui vẻ, bởi vì rất nhiều người đều không uống, cô đã uống được rất nhiều cốc rồi. Tiểu Bảo cũng rất thích uống nước chanh này. Mẹ ơi, Giang Nhất Cân này là ai vậy? Tại sao người này lại mời chúng ta uống nước chanh? Mẹ cũng không biết. Cô không biết tôi nữa sao? Từ Nặc Nặc quay đầu lại, chỉ thấy một người đàn ông cao ráo chân dài mặc VCD giày da bước tới. Giang Nhất Phàm, Nặc Nặc, đã lâu không gặp. Người một bên cũng đều nhìn về Giang Nhất Phàm, trong ánh mắt đều có mấy phần ghét bỏ. Đây chính là Giang Nhất Phàm sao? Thật là nhìn không ra. Mọi người đều không ngờ rằng mình sẽ hào phóng như thế đúng không? Vừa mời khách chính là 100 cốc, đây là thực lực kinh tế gì không cần nói nhiều nữa. Từ Nặc Nặc khẳng định đã đổi với mình lòng mắt mà nhìn. Người đâu rồi? Nặc Nặc, cô muốn đi đâu? À, mọi người trò chuyện đi, tôi còn phải đi bày sạp bán bún sao. Còn không đi nhanh, lát nữa hắn sẽ lại tìm mình vay tiền mất. Chờ chút, tôi có lời muốn nói với cô. Làm quen lại một cái đi, tôi là Giang Nhất Phàm, tổng giám đốc công ty đầu tư Nhất Phàm Phong Thuận. Công ty có hàng trăm dự án đầu tư mạo hiểm, tổng số vốn đầu tư vượt qua 100 ức. Câu nói này khiến tất cả mọi người ở đây đều không thể tin. Nghiêm túc sao, trăm ức này không phải là tiền của Zimbabwe chứ? Nhiều tiền như vậy còn mời chúng ta uống nước chanh, khoác lác đúng không? Giới thiệu với mọi người một chút, Giang Nhất Phàm tiên sinh cũng là một trong những nhà đầu tư phim của chúng ta. Có Quách Gia Minh làm chứng, mọi người lúc này mới thật sự tin tưởng. Vậy tại sao anh ta lại mời chúng ta uống nước chanh chứ? Đoán chừng là người càng có tiền thì sẽ càng keo kiệt đi. Thế giới chính là kỳ diệu như thế. Tổng tài trăm tỷ mời trà chiều vậy mà là mời nước chanh 3 tệ một cốc. Anh ta còn tính đợi mọi người uống xong nước chanh đem cái cốc thu về nữa. Nhưng mà đây đã là lần hào phóng nhất của Giang Nhất Phàm rồi. Anh ta thế nhưng là người quần lót rách mấy chục lộ cũng không nguyện ý thay mới mà.
Đến khi nào thì mới ngừng nhắc đến quần lót của mình đây? May mà chỉ có mình có thể nghe được tiếng lòng Giang Tiểu Ngư. Nếu như Từ Nặc Nặc cũng nghe được, mình còn làm người như thế nào đây? Nhưng mà Từ Nặc Nặc, Quách Gia Minh và Lâm Lưu ở xung quanh Tiểu Bảo cũng đều nghe được. Bọn họ đều hoảng sợ nhìn chằm chằm háng của Giang Nhất Phàm. Hù chết, thời điểm 5 năm trước mình nhìn thấy quần lót hắn mới chỉ có 10 cái lỗ. Nhưng mà chỉ cần không tìm mình vay tiền, chuyện gì cũng dễ nói. Quần lót rách mấy chục cái lỗ đều không thay. Đây là người tiền sử gì vậy? Lại có tư liệu sống mới rồi, bí mật của tài phú, đồ lót của tổng tài trăm tỷ rách mấy chục cái lỗ. Tiểu Bảo cũng tò mò mà nhìn chằm chằm vào Giang Nhất Phàm. Tại sao Tiểu Bảo lại nhìn chằm chằm mình như vậy? Chẳng lẽ nó biết mình là cha nó sao? Đây nhất định chính là cảm ứng tâm linh ở giữa cha con. Nặc nặc, đứa bé này là con trai tôi, vậy cha của nó là ai? Cha của thằng bé chết rồi. Mình chết khi nào vậy? Tại sao mình không biết? Rõ ràng hiểu lầm đã giải trừ rồi. Tại sao Từ Nặc Nặc vẫn không để mình và Tiểu Bảo nhận nhau? Tiểu Bảo cũng có chút mơ hồ. Ông ấy chết khi nào vậy? Trước kia làm sao lại không nghe mẹ nói qua nhỉ? Vừa chết mấy ngày trước. Mặc dù Giang Nhất Phàm rất có tiền, nhưng hắn keo kiệt như vậy, cho dù Tiểu Bảo được nhận trở về cũng sẽ không có ngày tháng tốt lành gì. Hơn nữa nhà có tiền dạy nghiêm, khẳng định sẽ ép nó làm rất nhiều chuyện. Mình chỉ hy vọng Tiểu Bảo có thể sống một cuộc sống tràn đầy hạnh phúc mà thôi. Từ Nặc Nặc là sợ Tiểu Bảo bị Giang Nhất Phàm cướp đi. Năng lực của Từ Nặc Nặc rất mạnh. Chị ấy hiện tại mỗi ngày đều đang liều mạng làm việc. Không cần người khác trợ giúp cũng có thể để cho Tiểu Bảo được sống cuộc sống tốt. Tiểu Bảo chưa từng gặp qua ba ba, nhưng cậu bé cảm thấy mẹ hình như có chút khổ sở. Cậu bé do dự một hồi nói. Chết hay lắm. Tiểu Bảo chỉ cần có mẹ là đủ rồi. Giang Nhất Phàm nhìn thấy tình cảnh này, biết là hôm nay khẳng định không thể nhận nhau. Loại chuyện này không thể quá vội, càng vội càng dễ dàng phạm sai lầm. Quách Gia Minh thấy cảnh này có chút ngượng ngùng, vội vàng đi ra giảng hòa. Giang Tổng, chúng tôi lập tức phải bắt đầu quay phim rồi, cậu cũng vào xem một chút đi.